Mua Android TV Box và camera giám sát giá tốt nhất, bảo hành dài nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Cái thời điểm này là cái thời điểm gần Tết rồi. Và ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là trên bàn làm việc của mình đang có cực kỳ nhiều các cái mẫu điện thoại trên này. Không phải là để khoe ra cho các bạn đâu, mà bởi vì mình muốn quay cái video này lại để làm một cái kỷ niệm đi. Trước Tết là mình sẽ phải trả hết toàn bộ những cái máy này đây. Và sau khi video này quay xong thì có thể một trong những cái chiếc máy ở trên bàn của mình sẽ trả về cho các bên đối tác. Mấy khi được nhiều điện thoại như này để cho anh em xem đấy thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu trong một video vlog nhỏ nhỏ ngày hôm nay nhé. Những điện thoại này của mình như thế nào này, mình đã mượn nó ra sao này, rồi là cái vấn đề trả về như nào này, và làm review thì cái việc mượn điện thoại như này nó có dễ hay không đấy. Thế thì trước khi giới thiệu về những mẫu điện thoại này thì mình cũng nói luôn đấy là thời điểm đầu khi mà kênh mình còn bé ấy, thì cái việc mượn điện thoại này là không hề dễ dàng đâu nhé. Các bạn sẽ mượn điện thoại xong rồi lên hoàn toàn miễn phí cho các cửa hàng. Sau này khi mà các bạn kênh lớn một chút thì cửa hàng sẽ trang trải thêm, hỗ trợ cho bạn thêm những chi phí khác, những chi phí về quay dựng các thứ chẳng hạn. Đấy thì tiền mà các bạn được ra là gì đấy từ YouTube, đấy kiểu như thế. Thời điểm đầu mượn điện thoại là rất khó. Đấy, tuy nhiên là với quan điểm của mình đấy là kể cả mượn điện thoại có khó đi chăng nữa thì mình cũng luôn luôn giữ cái suy nghĩ ở trong đầu đấy là không bao giờ nâng bi bỡ đít sản phẩm. Các bạn có thể search tất cả những cái mã sản phẩm mà mình đã làm ở trên bàn này, không có bất kỳ sản phẩm nào là không có cái việc là mình chê. Đấy, mình chê rất là nhiều bây giờ đấy. Còn nếu mà cửa hàng không cho mượn thì có thể có những chiếc máy mình bỏ tiền ra mình mua, chả vấn đề gì cả. Đấy, mua xong rồi làm cho anh em cũng được mà. Ví dụ một điện thoại mình mua xong mình làm khoảng 4 đến 5 video ở trên đấy thì thôi, làm ra thì cũng kiếm được một ít tiền YouTube, nó cũng sẽ bù lại được cái phần đó. Đấy, đơn giản vậy thôi. Còn rất nhiều bạn review mới, các bạn cũng muốn là mượn điện thoại cái thứ như này thì cũng rất là đơn giản thôi. Bây giờ các bạn chỉ cần đến cửa hàng, các bạn nói là em muốn làm truyền thông cái thứ này thì anh có thể cho em mượn không. Các bạn đặt chứng minh thư lại rồi các bạn ký cái thứ với cả cửa hàng thì họ cũng sẽ rất là thoải mái thôi. Cũng có nhiều bạn hỏi mình là mượn điện thoại về thì nếu mà làm xước thì phải đền hay không, thì câu trả lời là hoàn toàn phải đền bình thường nhé, chứ không phải là không phải đền đâu. Bạn không phải là ông to bà lớn gì mà làm xước điện thoại là không phải đền đâu. Thế tuy nhiên là mình thì thời gian này thì mình cũng kiểu như là khôn hơn ngày xưa rồi. Đấy là bảo bây giờ nếu mà anh muốn em làm thoải mái về điện thoại thì bọn em phải mang ra ngoài đấy. Thì nếu mà cái vấn đề xước sát mà vẫn ở mức độ gọi là chấp nhận được thì thôi bỏ qua cho bọn em. Chứ nếu không bây giờ mà bảo một cái điện thoại nó không xước một tí nào thì làm sao bọn em có thể dám mang ra ngoài trời để chụp ảnh, làm sao mà dám test tiếc thứ được, vì kiểu gì chả phải động vào điện thoại làm sao có thể làm cho nó không xước được, đúng không nào? Còn các anh xác định là cho bọn em mượn điện thoại là phải bán, sau này bọn em trả về là phải bán dưới dạng hàng cũ. Đấy thì như thế mới được. Đấy thì sau này dần dần các cửa hàng họ cũng sẽ ok hết. Đấy bọn mình bóc siêu hay cái thứ thi thoảng làm xước một tí thì cũng được, cũng chả vấn đề gì cả đâu. Đấy nhưng nếu mà làm cấn móp ấy, như là làm móp méo sản phẩm thì lúc đấy là phải đền thật. Đấy. Đấy thì cũng chia sẻ thêm cho anh em, không có gì phải giấu giếm cả. Trên bàn của mình bây giờ thì mình phân ra thành rất là nhiều các cái mã như này. Đây có Realme này, thì là hãng cũng như là cửa hàng cho mình mượn cực kỳ nhiều luôn. Đấy nhưng mà trong video thì mình cũng đã chia sẻ rất là kỹ rồi. Đây, ví dụ như là cái con Realme C12 này thì hầu hết các sản phẩm Realme năm nay mình thấy là nó không mấy thành công lắm. Đây ví dụ như là Realme C12 này thì có điểm nổi bật đấy là pin 6000, rồi là có các thứ khác nhưng mà về cơ bản là mình thấy là cũng không có điểm gì nổi bật. Đấy, nó không nổi bật đến mức độ mình còn chả nhớ là nó ấy như nào cơ. Realme 7 thì cũng ok đấy, Realme 7 thì có camera 64 chấm này, có 4 camera phía sau này, có sạc 30W, có pin là 5000, có tần số quét màn hình là 90Hz và có con chip Helio G95 luôn ấy. Nhưng mà mỗi tội là con chip Helio G95 thì tối ưu chưa tốt, cũng như là con Realme 7 này thì cái giá của nó hơi cao nên là thành ra nó cũng không mấy thành công lắm. Tiếp tục nữa nào, Realme C17 thì được cái pin 5000, đấy, tần số quét màn hình là 90Hz nhưng mà lại màn hình chỉ nó chỉ là HD cộng mà thôi, với cả cái con chip của nó chỉ là 460 nên thành ra nó cũng không thành công. Đấy, thôi phải trả nó về thôi. Realme 6 này thì rất là thành công nhá. Realme 6 này cực ngon luôn này. Realme 6 bây giờ nếu mà bạn nào mà mua được những sản phẩm nguyên siêu như này để mà dành tặng cho người thân hay là bạn bè, hay thậm chí là mua để thay thế cho chiếc Redmi Note 8 Pro thì mình thấy rất là hợp lý đấy. Realme 6 có sạc nhanh hơn Redmi Note 8 Pro, nó sẽ có thêm cả màn hình tần số quét 90Hz giống như Redmi Note 8 Pro, và nó sẽ chạy con chip Helio G90T đấy, giống như Redmi Note 8 Pro. Thì về cơ bản là nếu mà mua được sản phẩm này thì nên mua, vì bây giờ nó cũng sẽ sắp hết hàng rồi. Realme 7i thì sao? Đây Realme 7i thì cũng màn hình 90Hz, cũng camera 64 chấm, pin 5000, rồi sạc 18W, nhưng mà trong cái tầm giá đó thì chip lại chỉ là chip 662 nên là
Các bạn biết là người ta mua Realme, Xiaomi với cả Vsmart thì người ta để ý đến cái gì nhỉ? Người ta để ý đến hiệu năng nhiều, nhưng mà chip 662 đấy thì đúng thật là nó cũng không thuyết phục người dùng lắm. Realme 7 Pro này thì rất nhiều những thứ ổn, ví dụ như là sạc đến tận 65W. Chip thì cũng không có đến nỗi tồi, chip 720G, màn hình 6.4 inch Super AMOLED luôn. Đấy, camera 64 chấm nhưng về cơ bản là giá cao thôi, con này là vì giá cao này. Đấy. Con Realme C15 này các bạn thấy hộp nó có dày không? Đấy, C15 thì pin đến tận 6.000 rồi, nhưng mà mọi thứ khác của nó thì cũng rất là bình thường. Đấy, hôm nay mình chỉ nói qua lại thôi nhá, thật là nhanh thôi, chứ còn nếu mà bây giờ mà review chi tiết lại thì các bạn chết. C20 cũng thế đây. C20 thì cái là con chip Helio G35 của nó hơi đuối. Đấy, pin các thứ thì cũng ổn. Vsmart Aris cũng sẽ phải trả lại cho cửa hàng Vsmart Aris. Con này thì về cơ bản là thiết kế được màn hình AMOLED các thứ đấy, nhưng mà mỗi tội là Vsmart tối ưu không tốt cho con này về vấn đề hệ điều hành. Đấy, hệ điều hành rồi là loa rồi là sóng các thứ nó không ổn lắm. Và cơ bản là trong cái tầm giá của Vsmart Aris này thì con Poco X3 nó ngon quá, nó gần như là lấn át hết cái con Aris này rồi, nên là mình nghĩ là nếu mà trong cái tầm giá của con Aris này thì mua con Poco X3 nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, mặc dù là đây là rất nhiều những cái chiếc điện thoại mà các đối tác họ đang cho mình mượn đấy, chứ nhưng mà mình cũng nói thẳng luôn đấy, ấn tượng thì bảo ấn tượng, không ấn tượng thì thôi, có gì đâu phải nâng bi bỡ đít sản phẩm làm gì cho nó khổ ra, đúng không nào? Nokia năm nay chả có nào đáng mua cả. Đấy, Nokia 5.4 thì cũng không có điểm gì gọi là quá nổi bật, hay là Nokia 8.3 thì đắt quá. Nokia 8.3 này ra mắt đúng vào cái lúc mà cái con Mi 10T Pro 5G ra. Mi 10T Pro 5G thì ăn đứt con này. Và kể cả bây giờ Nokia 8.3 có giảm xuống tầm khoảng 9 triệu rưỡi, trên dưới 9 triệu rưỡi, thì cái tầm giá đó mình mua Poco F2 Pro hơn là mua con này chứ, đúng không nào? Năm nay không có sản phẩm Nokia nào là mình đánh giá cao. Tiếp tục nữa nào. Xiaomi đi, Xiaomi đây thì Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro thì trả rồi, còn Redmi Note 9S thôi. Đấy, thì về cơ bản là Redmi Note 9S là một sản phẩm khá là đồng đều. Chip thì là chip 720G đấy, tuy nhiên là không mạnh bằng Helio G90T. Người dùng thì người ta kỳ vọng rằng là cái Redmi Note 9S này nó sẽ cải tiến hơn so với cả Redmi Note 8 Pro về mặt hiệu năng, nhưng mà nó lại không cải tiến hơn về mặt đó, nó chỉ cải tiến hơn về pin thôi, với cả tinh chỉnh một chút về mặt thiết kế nó khác đi. Về cơ bản thì Redmi Note 9S mình thấy đánh giá là một sản phẩm được ở trong phân khúc hàng chính hãng, còn phân khúc hàng sách tay thì nó không quá nổi bật lắm. Oppo đi, Oppo Reno 4, mọi thứ đều ở mức độ khá, nhưng mỗi tội giá cao. Đấy, nói thế cho nó nhanh, không cần phải nói nhiều. Mỗi tội giá cao, nhưng mà con này bán rất chạy đấy nhá. Và cái thế hệ sau của con này lấy là Oppo Reno 5 là chiếc điện thoại bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 1 năm 2021 rồi đấy. Nhưng mà cái chiếc điện thoại mà mình nghĩ là đáng mua nhất của Oppo trong năm 2020 vừa rồi, đấy là Oppo A73. Tầm giá rất là rẻ thôi, tầm hơn 4 triệu thôi. Hơn 4 triệu chúng ta có sạc 30W này, có màn hình OLED, có vân tay bên trong màn hình. Đấy, và có một cái chiếc điện thoại có thiết kế đẹp và camera ngon nữa. Thế thì Oppo A73 nói chung là mình đánh giá là rất là ổn ở trong tầm giá này, thậm chí là RAM 6 bộ trong 128 này, rất thoải mái cho chúng ta trong quá trình lưu trữ. Mỗi độ con chip của nó hơi cùi, chip 662 trong tầm giá này hơi cùi. Nhưng mà chỉ trừ mỗi cái con chip đấy ra thôi thì Oppo A73 mình vẫn nghĩ là một sản phẩm đáng để mua nhất. Đơn giản bởi vì nó bán online, tiết kiệm rất là nhiều các chi phí. Đấy, và không phải thuê kem chân dài, không cần phải MPG phải xinh đẹp cái thứ như nào thế nào đấy. Thì nó tiết kiệm những chi phí đó, tiết kiệm cả chi phí mặt bằng cái thứ nữa. Và chính vì sản này giá nó quá rẻ nên Oppo cũng chả phải để ý đến vấn đề về quảng cáo nhiều cho nó. Tự các reviewer rồi là tự các báo chí họ thấy là ngon thì họ đưa lên thôi. Thành ra là được cái này được quảng cáo miễn phí khá nhiều này. Con này là con được đấy nhá. Rồi, tiếp tục nữa nào. A21s thì về cơ bản là mình thấy là lúc đầu mới ra mắt cái giá của nó bán ra là khoảng 4 đến 4 triệu rưỡi thì phải. Lúc đó mình nói luôn là chỉ có điên mới mua con này. À không, thôi nói thế hơi quá, chỉ có giờ hơi mua con này. Nhưng mà A21s bây giờ mình thấy một số cửa hàng họ đang bán với mức giá là khoảng trên dưới 3 triệu gì đó. Ok, giảm giá về mức đó để đánh đổi lấy một chiếc điện thoại có thương hiệu tốt thì cũng được. Hai cái chiếc điện thoại mà phải trả về mà mình cảm thấy hơi đáng tiếc, đấy là iPhone 12 Pro Max và Galaxy S21 Ultra 5G. Đấy, cái iPhone 12 Pro Max này thì mình mượn ở Clickbuy này. Con này là phiên bản lắp Mỹ này, các bạn có thể thấy luôn là nó có một cái giải nhựa ở đây này, giải cao su ở đây. Lắp Mỹ này thì tầm giá khoảng hơn 26 triệu rưỡi, giá như nào các bạn có thể nhìn thấy trên hình nhá. Và kể cả Clickbuy các bạn con này thì mình nghĩ là với cái tầm giá đó mình sẽ không mua con này. Tại sao lại như thế? Bởi vì là cái tầm giá đó nó chỉ có kém so với cả cái con bản chính hãng có khoảng hơn 3 triệu thôi. Và với như thế thì mình nghĩ là đã lên đến tầm khoảng 26 27 triệu rồi thì việc cố lên 30 triệu đều rất là dễ dàng thôi. Đấy, thì mình sẽ
mua hẳn bản chính hãng luôn chứ không mua bản lock này, kể cả clip 3 các bạn. Đấy, đây là cái tầm của mình tư vấn cho các bạn. Hoặc là đơn giản với cái tầm giá đó rồi mình thậm chí còn thừa tiền để mua một cái Galaxy S21 Ultra 5G mới tinh hàng chính hãng thì chẳng lý do gì mình phải mua con lock này cả. Con quốc tế thì không nói gì nhá. Mặc dù là hàng lock cũng fix được rất là nhiều lỗi đấy, nhưng mà vì giá thôi, vì giá cao mình sẽ không mua. Còn S21 Ultra trả về thì cũng hơi tiếc thật, cũng muốn trải nghiệm thêm nữa. Lúc đầu ấy là mình định mua cái con S21 Ultra này. Cuối cùng là mình không mua vì dính dịch, nên mình không muốn dành một số tiền quá nhiều để mà lên một sản phẩm. Còn nếu mà không dính dịch thì chắc là mình cũng sẽ mua rồi đấy. Rồi tiếp tục nữa nào, phải trả cái gì nữa nào? iPhone 12 lock. Vừa rồi thì 12 Pro Max lock thì mình nghĩ là mình sẽ không mua, nhưng mà 12 lock thì mình thấy hợp lý này. 12 lock hiện tại Clickbuy đang bán với mức giá là khoảng 16 đến 17 triệu, không nhớ chính xác giá đâu. Giá như nào các bạn có thể nhìn thấy trên hình nhá. Thì về cơ bản là cái mức giá này là mức giá đủ an toàn, nó cách khoảng 5-6 triệu so với cả mức giá hàng chính hãng cơ. Đấy, và mức giá này đủ an toàn để mình mua hàng lắp. Hàng lắp bây giờ thì cũng fix được nhiều lỗi rồi, nên mình cũng không phải quá lo lắng cái điều đó. Ok, chúng ta sẽ có những cái con máy nữa mà gọi là máy cỏ đi. Đấy, Huawei Mate 20 Pro đang được bán tại Clickbuy, không nhớ giá, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy trên hình luôn. Con này mình đã làm rồi khá là nhiều những công nghệ. Màn hình là 2K, có kháng nước kháng bụi, thiết kế đẹp, màn hình cong vân tay bên trong, màn hình có sạc ngược các thiết bị khác, vân vân, bla bla bla. Con này là còn có cả các dịch vụ của Google nữa nhá. Nhưng mỗi tội nó hơi cũ thôi. Đấy, anh em có thể tham khảo qua Clickbuy Sài Gòn họ bán con này. Hay là P đi, P20 Pro thì họ cũng có luôn này. Nhưng mà con này thì nó kiểu như là nó lỗi thời về cái thiết kế quá rồi, nên vân tay thì ở phía dưới này, viền viết các thứ thì dày này. Đấy, thôi bỏ qua con này đi. Nhưng anh em cũng có thể tham khảo qua được iPhone 7 thì là một cái chiếc điện thoại mà bản thân mình bây giờ vẫn đang sử dụng. Và nếu mà mua iPhone thì có lẽ là mình nghĩ là các bạn nên mua từ iPhone 7 trở lên, nhưng mà mua trong thời gian ngắn hạn thôi. Chứ mua dài hạn thì chắc tầm khoảng 2 năm chắc là cũng thôi. Đấy, chắc 5 đổ lại thì ok. Đấy, bây giờ mình vẫn đang sử dụng nó được, nhưng mà không biết là trong tương lai nó sẽ sử dụng như thế nào. Và cũng không biết là có được cập nhật phần mềm mới hay không. Đấy, nhưng mà với những cái sản phẩm như kiểu là cũ lắm, như kiểu là iPhone 6S các thứ thì hơi khó, từ 6S đổ xuống là mình sẽ không. Trong hai chiếc điện thoại này, đố các bạn biết đâu là 10, đâu là 10S. Không phân biệt được đúng nào, rất khó đúng không? Chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy ở phía dưới các cái lỗ loa này thôi này, thì chúng ta mới có thể phân biệt được thôi này. Đấy, đây là iPhone 10S và đây là iPhone 10. iPhone 10S thì phía lỗ loa phía dưới này nó sẽ không cân xứng với nhau, còn iPhone 10 thì nó sẽ cân xứng hơn. Đấy, đơn giản vậy thôi, phân biệt qua cái lỗ loa này. iPhone 10S này là cái chiếc điện thoại mình đánh giá là đáng mua ở thời điểm này, bởi vì với mức giá là tầm khoảng trên dưới 9 triệu rưỡi tại Clickbuy thì nó chỉ lệch khoảng 500 nghìn so với iPhone 10R thôi. Trong đó thì nó hơn về thiết kế, hơn về màn hình, hơn về hiệu năng, hơn về camera. Và với từng đó thôi là đã đủ lắm cho mình để mình cố từ 500 nghìn lên iPhone 10R rồi. Và với iPhone 10R cũ thì mình sẽ không mua, mình sẽ ưu tiên mua iPhone 10S hơn. iPhone 10 ở đây thì trên dưới 8 triệu rưỡi mình cũng sẽ không mua được, vì đơn giản nó hay bị lỗi màn hình lắm. Mặc dù cái con mình đang cầm này nó không bị lỗi màn hình lắm đâu, nhưng mà nó không bị luôn ấy. Đấy, nhưng mà nhiều người bị rồi nên mình cũng hơi lăn tăn vấn đề đó. Đấy, mấy cả trong cái tầm giá đó thì mình nghĩ là mình sẽ mua iPhone 10R, bởi vì iPhone 10R có camera chính ngon hơn, có một cái thời lượng pin trâu hơn, và đặc biệt nữa là có hiệu năng tốt hơn, nên là mình sẽ không mua iPhone 10 nữa. Tiếp tục nữa nào, đây là iPhone 10S này, iPhone 10S màu gold này. Thôi mình lại 10S thì cũng đã nói rồi nhá. 10R là một chiếc điện thoại ngon, nhưng nếu bây giờ bạn cần mua một chiếc điện thoại hàng chính hãng đi thì 10R trong cái tầm giá khoảng 10 trên dưới 12 triệu thì mới đáng mua, bởi vì nó không có iPhone 10S thì bây giờ nó không bán hàng chính hãng nữa rồi, không bán hàng mới nữa rồi. Nhưng mà 10R cũ thì mình sẽ không mua, vì với giá của 10R cũ mình thà cố lên mua 10S còn hơn. Đôi khi ở trong nhiều video mình nói với bạn rằng là cái 10R này nó đáng mua, nhưng mà trong video thì mình lại nói là cái 10R nó không đáng mua. Quan trọng nhất là xét trên tham chiếu nào, xét trên tham chiếu hàng chính hãng thì ok, nó đồng ý, đáng mua. Còn xét trên tham chiếu hàng xách tay bây giờ thì mình sẽ không mua, vì có sản phẩm khác ngon hơn. Đấy, chứ không phải là hôm nay nói thế này, hôm sau nói thế nọ đâu nhá. Các bạn hãy chú ý. Công nghệ biến đổi hàng ngày, giá bán của điện thoại biến đổi hàng ngày. Thời điểm đầu ra mắt thì các hãng điện thoại họ hay để cái mức giá mà họ nghĩ rằng là người dùng sẽ mua, nhưng sau này giá của các điện thoại các hãng họ sẽ phải điều chỉnh lại để phù hợp với cung cầu, chứ nếu mà không điều chỉnh lại thì sẽ bán ế thôi. Đấy, thậm chí là có những cái sản phẩm mà nó hot quá người ta phải tăng giá lên, ví dụ như con Mi 10T Pro 5G kia đấy, người ta phải tăng giá lên, chứ nếu không người ta chả còn hàng để người ta bán nữa, đúng không nào? Vậy là ban đầu thì nhà xuất nghĩ rằng là các ông sẽ mua với mức giá này, người dùng sẽ mua với mức giá này, nhưng cuối cùng họ phải tăng giảm giá theo nhu cầu của thị trường. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải để ý đến cái điều đó nữa. Xperia XZ2, một chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 845, giá tầm khoảng trên dưới 3 triệu tại Clickbuy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy giá trên hình. Con này thì về cơ bản là mọi thứ đều ổn, chỉ mỗi tội là nếu mà xảy ra hỏng hóc thì việc sửa chữa cũng sẽ rất là khó khăn, và chi phí sửa chữa khá cao, nên thời gian đợi cũng rất là lâu. Đấy, vấn đề đó thôi, cộng đồng thì cũng không quá nhiều.
và cầm lên nó tương đối trơn, vân tay thì đặt ở vị trí rất ngu đấy. Nhưng mà với mức giá đó để lựa chọn một chiếc điện thoại thương hiệu Sony cũng như là một cái màn hình đẹp, bộ loa kép và một hiệu năng tốt ở trong tầm giá để chơi game thì đây là một sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc đấy. iPhone 8 Plus cũng phải chuẩn bị trả rồi. iPhone 8 Plus thì nếu bạn nào thích một cái điện thoại màn hình lớn để mà giải trí các thứ thì mua con này cũng được đấy. Nhưng mà nếu mà mình thì mình nghĩ là mình sẽ cố lên để mua hẳn iPhone 10R hơn. À nhưng mà thôi, nói là cố lên thế thì cố lên biết đến bao giờ đúng không? Nếu bảo cố lên 10R thì thôi đã xong, cố lên 500.000 nữa để mua iPhone 10S đi, đúng không? iPhone 11 Pro Max, con này chắc cũng phải trả rồi. Con này con mượn. Ở cơ quan mình thì cũng có các bạn cũng đang dùng iPhone 12 Pro Max thì mình có thể tận dụng được để mà làm video được, có thể mượn các bạn để làm video. Đấy, nên thôi con này cũng phải trả rồi. 11 Pro Max thì mình cũng đã phân tích trong rất nhiều video rồi đấy. Đấy là nếu bạn thoải mái tiền thì bạn nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max cũng được. Nhưng mà nếu mà bạn cảm thấy rằng con này đang dùng tốt thì chả lý do gì để lên iPhone 12 Pro Max cả. Tiền đó để mà tiết kiệm để mà làm việc khác, đặc biệt là trong thời Covid lần này. Đấy. Ở đây còn mấy con LG cỏ nữa này. Đấy thì mình cũng sẽ trả luôn. Mình cũng làm mấy con LG được tầm 1-2 triệu thôi. LG cỏ G4 Plus hay là cái gì đấy, chả nhớ tên. Lâu lắm rồi. Thì qua cái video này thì mình cũng nói cho các bạn là chia sẻ một chút gọi là hậu trường đi về cái việc mình mượn máy cái thứ như nào. Và đấy, sau này thì mình cũng sẽ phải trả một đống máy như này. Tất nhiên với cái số lượng máy rất nhiều ở trong studio này của mình thì cái vấn đề về bảo mật cũng như là về vấn đề về an toàn thì mình cũng đặt lên hàng đầu đấy. Camera thì ở bên trong phòng bọn mình đặt khắp nơi luôn. Ở trên kênh YouTube của mình thì mình cũng đã giới thiệu cho bạn rất nhiều những cái loại camera giám sát rồi đấy, để các bạn có thể theo dõi. Thì về cơ bản là những cái đó là ví dụ như với cái tính chất đặc thù công việc của mình thì mình phải cẩn thận đấy, mình để camera ở rất nhiều nơi để mà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh chứ, đúng không nào đấy. Hay là ví dụ như đơn giản như này, mượn máy của đối tác các thứ thì bọn mình cũng sẽ có những cái biên bản là mượn máy như nào, máy gì, email như nào, tình trạng máy ra sao. Đấy, xong rồi khi trả lại thì có ký kết cam kết cái thứ đầy đủ không, mà lúc mà mượn máy xong không biết là mượn máy gì và trả máy chả biết là đã trả hay chưa, chết đúng nào đấy. Thì những cái đó là những cái mà bọn mình làm thường rất là chặt. Đó, đơn giản vậy thôi. Hôm nay là một video chia sẻ cho các bạn như vậy. Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và nếu các bạn muốn mình làm một video vlog nào nữa thì cũng có thể để lại comment thêm. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.